bên tay trái tôi là đồng minh, còn bên tay phải tôi là huynh đệ. Sống trên đời tôi có lòng tin và thứ tôi cần là sự kính nể. Nếu theo tao thì mình bắt tay cùng hợp tác để làm kinh tế, còn nếu không chơi thì để lại xác cho đàn em của mày khinh vời. Rap được chơi từ khi còn nhỏ, tao đóng học phí và trường đời ba chẳng cũng nhiều nên công an phường bệnh viện là nơi tao thường tới. Điều được dạy tại mảnh đất này là sự tôn trọng cách đối nhân xử thế, nên chị 13 từng hay khuyên rằng tụi tao phải sống cho tử tế. Đời trai này phải hiên ngang, sống kiêu hãnh như đại bàng, đừng sấn sét và dây vào đây là nhà mày đêm nay lại sáng. Nếu biết không thì nên sắp dép về khu mà tụi mày sống, chứ đừng kéo bày kéo đám qua đây cà khể trước khi bà chỉ tao nóng nha. Chừng nào thì cập đó, chứ đừng có ngó qua kiếm ăn, coi chừng bị giật rồi ngợp chết, ta sẽ cấp cứu tới biến thăm mày. Nên nhớ một điều rằng đây là nơi của tao, đầy đủ hàng nóng hàng nguội, mày muốn chơi nữa sao? Thôi thì để tao đưa cho mày thêm vài phương án. Về nhà các kiếm hoàng lương, tìm việc làm rồi nhận lương tháng. Nhập gia thì tiền tục, ở đâu cũng có một luật lệ, rằng biết điều thì tốt chứ làm ngược lại cái kết mà nhận thật tại. Trời đã đổ mưa. Bên tay trái tôi là đồng minh, còn bên tay phải tôi là huynh đệ. Sống trên đời phải có lòng tin và thứ tôi cần là sự kính nể. Nếu theo tao thì mình bắt tay cùng hợp tác để làm kinh tế, còn nếu bên chơi thì để lại xác cho đàn em của mày kinh vời. Bên tay trái tôi là đồng minh, còn bên tay phải tôi là huynh đệ. Sống trên đời phải có lòng tin và thứ tôi cần là sự kính nể. Nếu theo tao thì mình bắt tay cùng hợp tác để làm kinh tế, còn nếu bên chơi thì để lại xác cho đàn em của mày kinh vời. Biết chưa? Và anh đấy cần gì nhiều mày. Và anh đấy cần gì nhiều mày. Đúng rồi.